Chào mừng quý thính giả đã đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Và tôi là Kim Lê, hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong buổi đọc sách hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của cuốn An Nhiên Như Nắng, tác giả Trân Thiện Nhật. Phần thứ 5, vẻ đẹp của sự tiết kiệm. Nếu cứ mua những thứ không cần thiết, thì chẳng bao lâu sau ta sẽ phải bán những thứ mà ta cần. Tiết kiệm không phải là sự khắt khe với những nhu cầu cá nhân, không phải là kiểu sống khổ hạnh, mà là sự chi tiêu đúng mực, hợp lý, thông minh và dứt khoát. Với một thứ mình không cần, không đáng chi, thì dù với giá 1 xu ta cũng không mua. Với một món đồ rất cần thiết cho nhu cầu hợp lý, thì dù giá bạc triệu ta cũng nên chi. Tiêu thụ ở đây là những gì bạn tiếp nhận sử dụng cho nhu cầu vật chất cũng như là tinh thần. Ví dụ như tiêu thụ vật chất như ăn uống, tiêu thụ tinh thần như là vui chơi, giải trí, thư giãn, đọc sách này, chơi game này, xem phim này. Xã hội nào cũng có cảnh người ăn không hết, kẻ lần không xa. Đối với người có thu nhập thấp, tạm gọi là nghèo, thì có chi dùng nấy, dễ dàng, cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có. Tiếp xúc với giới bình dân, ta dễ nghe những tâm sự tương tự như là về tiền học, tiền sữa cho con, tiền thức ăn. Có nhiều bác xe ôm tranh thủ ngày rảnh làm vài cuốc xe ôm để có thêm ít đồng mua sữa cho con. Ngược lại, có người lại tiêu hàng triệu đồng cho một bữa ăn, hàng chục triệu đồng cho một chiếc áo, có khi hàng trăm triệu đồng cho một chiếc túi sách. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều mảng màu tươi phản là như vậy. Cách tiêu dùng của ta chịu sự chi phối của tâm lý cá nhân, của chính ta và cả tâm lý đám đông. Ta thấy khó làm chủ cách chi tiêu của mình khi quanh ta người người nhà nhà chạy đua hàng hiệu, hàng ngoại, hàng độc. Thật ra, trường học chỉ đánh giá ta qua điểm số, còn trường đời sẽ đánh giá ta qua cách cân đối tài chính, cách làm việc hoặc là cách sống, cách đối nhân xử thế. Khi thấu hiểu sự gian khổ để làm ra đồng tiền, ta sẽ dễ biết trân trọng giá trị của tiền, cân nhắc kỹ khi chi tiêu. Ta cần cẩn trọng với cái bẫy buồn chán. Khi chán nản bế tắc, buồn đời vì một điều gì đó, có thể ta nghĩ rằng tiêu pha xả láng sẽ giúp tâm trạng ta tươi lại. Thật ra, điều ta cảm thấy cần phải làm lúc này là quay về chăm sóc tâm ta, chứ không phải vung tiền để giải sầu. Một trong những kỹ năng sống quan trọng là kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Chi tiêu cân đối, biết cách tiết kiệm là không thể thiếu. Tự mình nên và phải biết mình cần gì để dễ dàng định hướng cho việc tiêu dùng. Tùy nhu cầu của cá nhân, gia đình, hoàn cảnh của mình mà biết mình cái nào nên đầu tư trước, cái nào đầu tư sau, ngắn hạn hay dài hạn. Với phần đông mỗi chúng ta, thì chi tiêu cho học hành, sức khỏe là việc cần thiết, nên ưu tiên trước nhất. Khi làm ra đồng tiền thì ít nhất cần biết thu chi cân đối, liệu cơm gắp mắm. Nếu ta thích chạy theo xu hướng thời trang và công nghệ, nhưng khả năng tài chính không cho phép chúng ta, thì cần lượng sức mình, cần chủ động kiên quyết rời đường dây chạy này khi phù hợp. Nếu ta giàu có, thì họa may ta mới đuổi kịp xu hướng thời trang và công nghệ. Ngược lại, nếu ta dư giả, thì ta cần biết vui, biết hài lòng với những gì phù hợp với khả năng tài chính của ta. Nếu cứ mua những thứ không cần thiết, thì chẳng bao lâu sau, ta sẽ phải bán những thứ mà ta cần. Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ, vì một lỗ giò bé cũng có thể làm đắm cả con tàu. Các nhu cầu cơ bản của con người cần tiền để trang trải có thể kể đến như là ăn ở, mặc, học hành, giải trí, xây dựng quan hệ, giúp đỡ người khác, vân vân. Ví dụ mỗi tháng ta thu nhập 6 triệu đồng thì ta chi dùng cho những nhu cầu ấy như thế nào? Khi ta cảm thấy trang trải vừa đủ, dễ thở, vừa vặn là ta đã đạt được một phần nào đó chi tiêu cân đối. Khả năng tiết kiệm, tích lũy của mỗi cá nhân không chỉ có lợi cho cá nhân đó, mà còn góp phần làm giàu cho nền kinh tế nước nhà. Trong sinh hoạt hàng ngày, những gì ta sử dụng nên nghĩ tới khả năng
tái sử dụng của nó. Chẳng hạn mỗi lần rửa rau, ta cần rửa qua 3 nước, thì nước thứ 2 ta có thể tưới cho những chậu cây kiểng hoặc tưới vườn rau, còn nước thứ 3 ta có thể dùng để rửa chén bát. Người ta giàu vì biết lao động, giàu hơn nữa vì biết tiết kiệm, chi tiêu. Dù với thu nhập vừa đủ sống, ta chấp nhận cuộc sống bình thường, không có khát khao tích lũy làm giàu, nhưng những khoản tiết kiệm, tiền để dành là rất cần thiết, dự trù cho những bất ngờ, bất trắc xảy ra như là bệnh tật, tai nạn. Định hướng tiêu dùng một phần được ảnh hưởng từ định hướng giáo dục. Trong trường học nên lồng ghép vào những môn học hoặc là triết học về kỹ năng quản lý tài chính, tiền bạc, chi dùng sao cho đúng, cho hợp lý. Bạn trẻ cần đầu tư vàng, thời gian để đọc sách hơn là chơi game, chat chít. Nếu lý tưởng về lâu dài, nên hướng giáo dục lớp trẻ về giá trị của vật chất mà ta đang có, nhất là tưới tắm cho các em biết ý thức về điều này ngay từ khi mẫu giáo. Ngoài đầu tư cho bản thân, ta còn nên biết san sẻ vật chất tình thương với những người thiếu thốn khó khăn. Khi ta tự lo cho mình tốt, có dư giả vật chất và tình thương, thì ta dễ dàng thoải mái hiến tặng cho người khác. Lẽ thường lòng tốt dễ phát khởi khi ta đã đủ đầy. Buông nỗi như lá buông cành. Khi tha thứ, ta tìm lại được nụ cười trên môi, đong đầy sự thông cảm trong tim, bồi dưỡng thêm sự thấu hiểu trong trí óc. Đã bao giờ bạn ngầm ngắm một chiếc lá xanh thảnh thơi reo vui trước gió, hoặc đã bao giờ bạn ngắm một chiếc lá vàng thong thả lìa cành? Vòng đời của chiếc lá biểu hiện từ chồi non nhú ra nơi cành. Sức ấm của vầng thái dương hòa quyện với không khí, nước, gió tạo nên dưỡng chất cho lá lớn dần và xanh tươi. Thân nuôi lá và lá lại nuôi thân. Lá xanh chuyển sang vàng khi những chiếc lá khác cùng đồng thời biểu hiện, nối tiếp nhau. Lá rụng về cội, trở về với gốc. Vòng đời của lá cứ thế, tự nhiên biểu hiện, tự nhiên ẩn tàng. Ta hãy nhìn những niềm vui, hạnh phúc, đau buồn nhọc nhằn của đời ta như lá, tự nhiên biểu hiện, tùy cách của ta tiếp nhận, xử lý mà nó sẽ ẩn tàng đi. Hãy để những nỗi khổ đau nhẹ nhàng buông xuống như chiếc lá đến lúc lìa cành. Buông bỏ, tha thứ là một trong những liệu pháp giúp ta cân bằng nội tâm. Để một niềm vui biểu hiện thì nỗi buồn nên vắng mặt. Dù có hối tiếc cho những gì đã xảy ra thì điều đó cũng đã xảy ra rồi. Quan trọng là qua những gì đã xảy ra, ta rút ra bài học cho mình. Áy náy, hối hận là cảm xúc tích cực, vì ta biết tự nhìn lại chính mình. Nhưng đừng để cảm xúc ấy lớn dần mà trở nên mặc cảm tội lỗi, đè bẹp tâm hồn nhỏ bé của ta. Khi đối diện khó khăn, khổ đau, khi đang loay hoay tìm lối thoát, ta thường cảm thấy tâm hồn mình thiếu bình an. Ta có muốn bước chân đi tới nhẹ nhàng không? Trong mỗi chúng ta đều có một con lừa. Khi ta đã è lưng, cõng vô vàn nhọc nhằn, căng thẳng, thì đến lúc chỉ cần thêm một gian khó nhỏ bé, cũng có thể ta ngã quỵ. Sức chịu đựng của mỗi con người thường có giới hạn nhất định. Nếu bạn muốn đi qua cuộc đời không phiền toái, thì chẳng nên bỏ đá vào túi mà đeo. Để đi được xa hơn thì chúng ta nên nhẹ nhàng buông bỏ những thứ không cần thiết. Hãy yêu thương chính mình, chớ tự dằn vặt quá nhiều. Hãy nhìn chiếc lá rơi cuối chiều, lắng nghe bụi trần sao động. Hãy thân thiện nhìn vào bao con sóng và an nhiên cười hiền với chính ta. Hãy tha thứ cho chính mình và tha thứ cho những người mà ta có cảm giác là họ mang đến khổ đau cho ta. Sở dĩ nói những người mà ta có cảm giác là họ mang đến khổ đau cho ta là vì có thể ngay trong lúc buồn đau, ta không đủ tỉnh táo để thấy hết những nguyên nhân gốc rễ làm nên khổ đau của ta. Ta dễ có xu hướng đổ lỗi cho những ai có liên quan tới vấn đề của ta. Giả sử thật sự có người mang đến khổ đau, gây tổn thương cho ta, thì ta cũng nên tha thứ. Bởi có thể người ấy có quá nhiều khó khăn trong lòng, vô tình vung vãi những khó khăn ấy vào ta. Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ. Tha thứ ở đây không phải là sự trả thù. Tha thứ ở đây
là mình thấy cần thiết để mình lấy lại cân bằng. Lẽ thường chẳng ai hoàn hảo trong đời, nhưng đối lập với hiểu biết này, ta không ít lần đòi hỏi người khác phải tốt đẹp đúng như hình mẫu mà ta tự vẽ ra. Có câu chuyện rằng một con chiên tới xin Đức Chúa Trời trừng phạt một người mang tội nặng. Đức Chúa hỏi: "Hỡi những thần dân của ta, ở đây có ai cảm thấy mình là hoàn toàn tốt đẹp thì hãy giơ tay lên." Cả hội chúng im phăng phắc, không có cánh tay nào giơ lên. Khi tự nhìn lại chính mình, ta thấy rằng ta cũng không hoàn toàn tốt đẹp. Sống trên đời ai ai cũng có lầm lỗi, dù ít dù nhiều, cũng có lúc vụng về dại dột. Nếu ta hiểu biết kẻ khác như là chính ta, những hành động đáng trách nhất của họ cũng đáng được tha thứ. Trước khi đó, đổ lỗi cho người khác, trách móc một người khác, ta hãy dáng đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu rằng ai cũng có những lúc hạnh phúc, khổ đau riêng. Không ai hơn ai, không ai kém ai. Thấy vậy để ta buông xuống những đòi hỏi, trách móc đối với người. Khi buông xuống được thì ngay lúc đó ta cũng thấy lòng mình nhẹ hơn, những cảm xúc tiêu cực sẽ vơi bớt dần. Khi hiểu rằng không ai hoàn hảo, ta sẽ rộng lòng hơn với những lỗi lầm của người khác và của chính mình. Ta hiểu rằng sự thứ tha sẽ giúp ta nhẹ lòng trên đường đời này. Khi tha thứ, ta tìm lại được nụ cười trên môi, đong đầy sự thông cảm trong tim, bồi dưỡng thêm sự thấu hiểu trong trí óc. Hãy chọn niềm vui, đừng để nỗi buồn lựa chọn. Niềm hạnh phúc khi cho đi. Càng sống chia sẻ thì ta càng dễ cảm thấy hạnh phúc, dễ hài lòng với tự thân. Đôi khi hãy cứ để ta nợ người. Người mạnh mẽ nhất cũng có lúc yếu mềm, người hạnh phúc nhất cũng có lúc nếm trải khổ đau. Khi đau khổ chồng chất, ta nên cầu thị sự giúp đỡ từ người khác, chớ khư khư ôm lấy niềm đau riêng mình. Ta cần biết tự lập, tự biết giúp mình, nhưng cũng đồng thời cần sự nâng đỡ đúng lúc từ mọi người. Quan niệm rõ ràng sòng phẳng đôi khi làm mối liên hệ của ta dễ xa cách. Thế nên ta cần biết sẻ chia cảm xúc của mình với người khác, nhất là với bạn thân và gia đình. Ta cần sống có qua có lại với người, biết yểm trợ, giúp đỡ nhau. Nói ngắn gọn là đôi khi chúng ta cần nợ nhau một chút. Chia sẻ nỗi niềm, buồn đau, thất vọng không có nghĩa là ta cầu cứu sự thương hại. Cho đi cũng là nhận lại. Ta phải yêu thương con người, không phải vì ta mà là vì họ. Hãy khoanh vùng sự quan tâm của mình như một vòng tròn đồng tâm. Xác định sự quan tâm từ gần tới xa, từ những người thân, bạn bè, trong những mối liên hệ thân cận với ta nhất. Nhất cận thân, nhì cận lân, tức là thứ nhất là người thân và thứ hai là những người xung quanh. Khi giúp đỡ mọi người, tức là ta đang giúp đỡ chính mình. Sự hiến tặng cho đi một cách tự nhiên, chứ không phải vì mục đích trục lợi. Hoặc nếu có mục đích thì là mục đích để trích phước cho mình và cho con cháu. Cũng hay. Sự cho đi, dù không mong ước sự đền ơn, nhưng hoa trái cũng sẽ trở lại với ta. Nếu ta có thiện tâm, muốn làm việc tốt, thì đời sống xung quanh luôn có rất nhiều cơ hội để ta làm việc tốt. Chia sẻ và làm điều tốt khi có thể và khi cho đi cũng sẽ là lúc ta được nhận lại. Vậy ta có thể hiến tặng những gì? Ta có thể hiến tặng thời gian này, tiền bạc, công sức và khả năng của mình. Hãy dành chút thời gian giúp đỡ những người xung quanh. Nhất là khi biết người xung quanh cần sự giúp đỡ của ta, thì ta đừng từ chối sự hiến tặng chút ít thì giờ để động viên, an ủi họ, ở bên họ. Ta nên chân thành giúp đỡ người. Giúp chỉ vì muốn giúp thôi. Chẳng phải những lúc khó khăn, hoạn nạn là lúc ta biết rõ ai là bạn của mình ư? Khi hiến tặng, ta có thể nhận lại những gì? Ta sẽ nhận lại niềm vui, thanh thản trong tâm hồn, bởi thấy người khác được vui, được vơi bớt khổ đau. Theo tiến sĩ Howard Kenny, một trong bốn nhà sáng lập Học viện Nghiên cứu Ung thư và Đại học John Hopkins của Mỹ, có một tuổi thơ nghèo khó, ông mồ côi mẹ từ sớm, cha là công nhân lao động. Lúc nhỏ ngày ngày
để có thêm tiền đóng học phí, cậu bé Howard Kenley đã đạp xe đi giao hàng. Và một hôm trời đã tối, hàng thì chưa giao hết. Cậu rất đói bụng, nhưng trong túi không đủ tiền để mua một suất ăn nào cả. Cậu vẫn ráng làm cho xong việc. Khi giao hàng đến nhà cuối cùng, định bụng xin chủ nhà ít cơm để ăn. Nhưng khi thấy cô con gái chủ nhà khoảng tuổi mình ra mở cửa, thì cậu đã ngại ngùng không dám xin cơm, mà chỉ xin một cốc nước uống. Cô bé chạy vào đem ra cho cậu một cốc to sữa bò. Uống một mạch xong, cậu bé hỏi, vậy tính ra tôi nợ bạn bao nhiêu tiền? Cô bé nhẹ nhàng, bạn không nợ mình đồng nào cả. Mẹ mình dạy rằng đừng vì việc thiện mà đòi báo đáp. Cậu bé vô cùng cảm kích và nói, như vậy tôi chỉ có thể cảm ơn bạn từ tận đáy lòng. Nhờ lòng tốt của cô bé mà cậu có thêm nghị lực, ý chí kiên cường, vượt lên số phận và nuôi dưỡng ước mơ. Nhiều năm sau đó, có một người phụ nữ mắc chứng bệnh lạ, khó chữa. Bệnh viện tuyến dưới không thể cứu nên đã chuyển lên tuyến thành phố. Bác sĩ Howard Kenley là một trong số các bác sĩ hội chẩn cho cô. Sau khi xem tên địa chỉ của bệnh nhân, bác sĩ đi đến phòng bệnh, nhận ra đây chính là ân nhân năm xưa của mình. Ông đã hết lòng nghiên cứu cách chữa trị cho ân nhân ấy. Sau 6 tháng bệnh tình của cô đã qua giai đoạn nguy hiểm và hồi phục. Trước khi cô xuất viện, nhân viên bệnh viện mang hóa đơn tiền đến cho bác sĩ ký tên. Ông chỉ ghi một dòng chữ, nhận hóa đơn. Cô không dám mở ra xem vì nghĩ viện phí sẽ nhiều và cô không đủ khả năng để trả. Nhưng khi mở ra, cô đọc được dòng chữ, một ly sữa bò năm xưa để thanh toán toàn bộ tiền thuốc men. Bác sĩ Howard Kenley. Vậy đó, có thể điều ta muốn đi vốn dĩ rất nhỏ bé. Nhưng đối với người tiếp nhận, lại có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Có thể giúp họ vượt qua giai đoạn khốn khó, thắp lên những ước mơ, khát vọng, thậm chí họ thay đổi cả cuộc đời. Khi sống biết chia sẻ, biết quan tâm người khác, tức là ta vừa giúp người, vừa bồi dưỡng tâm hồn mình. Ta mang hạnh phúc đến cho người cũng chính là đang tự làm ta hạnh phúc. Cho quý hơn nhận, song cái giếng sâu nhất cũng cạn nếu không được uống nước đó sao? Hạnh phúc hay bất hạnh chỉ có giá trị tương đối. Ta hạnh phúc hay bất hạnh, phần lớn tùy thuộc vào cách nghĩ của chính ta. Càng sống chia sẻ, ta càng dễ hài lòng với chính ta, càng dễ yêu thương chính ta và càng thấy ta đã sống một cuộc đời có mục đích, một đời đáng yêu. Sống biết chia sẻ, biết quan tâm thì ta hiểu về người khác, hiểu về cuộc sống sâu sắc hơn. Những rung động tâm hồn theo đó cũng nhạy bén hơn. Cha mẹ luôn ở đây, trong bàn tay con đấy. Khi buồn đau, ta hãy nhìn vào lòng bàn tay mình, hãy gọi mẹ ơi, cha ơi, để có thêm nghị lực bước về phía trước. Trước khi chào đời, hầu như ai cũng được nuôi dạy trong chiếc nôi của gia đình. Hoàn cảnh mỗi gia đình đều không giống nhau, nhưng dù có đi bốn phương trời, dù có vẫy vùng giữa biển rộng trời cao, nhưng mỗi khi mệt nhoài, mỗi khi hoang mang thảng thốt, ta hãy nghĩ về chiếc nôi này. Bến đỗ bình yên. Trong những công hạnh thì hạnh hiếu đứng đầu. Mẹ, lời đầu con biết gọi, mối tình đầu con biết yêu. Mẹ, cho con dòng sữa ngọt ngào, cho con lời ru nếp võng. Cha, tiếng thương thủa nằm nôi. Cha, cho con bờ vai vững chãi, cho con bước chân vào đời. Cha, tình thương ngọt lành sắt son. Tiếng nói đầu đời bi bô của đứa trẻ chính là tiếng cha, tiếng mẹ. Con cái là sự kết tinh giữa tình cha và mẹ, là hoa trái kết nối giữa mẹ cha. Mẹ là một giáo sư dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Ta sống không vì chính ta mà còn vì người thân của ta nữa. Nhịp sống bận rộn bên ngoài sẽ làm ta quên đi những gì tươi đẹp, ấm áp, thuở bé thơ. Khi đối diện trước sóng gió cuộc đời, nếm trải những cay đắng xót xa,
thỉnh thoảng ta lại nhớ và lại ao ước được trở về vùng trời bình yên đó. Thời gian là một con đường một chiều, chuyến xe đời ta cũng chỉ luôn tiến về phía trước. Mỗi năm người Việt đều có lễ Vu Lan nhắc nhớ ta về công ơn cha mẹ. Nếu được tham dự buổi lễ này, ta hãy lắng lòng, thực sự để thấy rằng bông hồng đỏ đang cài trên ngực áo thật quý vô ngần. Ngay bên ta, có lẽ không ít người nuối tiếc tháng năm nào còn mẹ. Mẹ còn chẳng biết làm may, mẹ mất mới tiếc những ngày làm con. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại, nhưng người thân, tình thương thì một khi mất đi khó lòng tìm lại được, thậm chí là không thể. Nếu còn đầy đủ cả cha cả mẹ, đó là sự may mắn lớn của ta. Không ai sống mãi bên ai, khi còn phút giây nào bên cha mẹ, ta hãy tột cùng trân quý. Xem người thân, người thương là động lực cho ta bước đi trên đường đời. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Selfie trong lòng bàn tay. Ta là phiên bản nối tiếp của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Không chỉ tiếp nhận, nối hệ gen, những đặc điểm cơ thể sinh học, mà còn tiếp nối những đức tính, tâm lý của cha mẹ. Bởi ta trưởng thành từ gia đình, từ cách dạy dỗ, cách sống của cha mẹ, cộng thêm những yếu tố của xã hội, học đường, sẽ định hình tính cách của ta. Thời buổi công nghệ, những chiếc điện thoại thông minh có khả năng giúp ta tự chụp hình. Cầm smartphone trong tay, ta có thể chụp hình cho ta và cho những người thân. Lòng bàn tay của ta cũng là một chiếc smartphone, bạn có biết không? Hãy nhìn vào lòng bàn tay trái, dùng những ngón tay của bàn tay phải và bấm sờ. Ta sẽ thấy rõ hình hài bàn tay, màu da. Chỉ tay của ta đều di truyền từ cha mẹ. Hoặc khi lấy ngón tay trái nắn bóp bàn tay phải thì ta cũng thấy điều tương tự. Nhưng nhìn vào lòng bàn tay, ta sẽ thấy có ta, có mẹ, cha mình ở trong đó. Bàn tay con được cha mẹ ấp ủ, những thương yêu từ tấm bé. Bàn tay cha đã nắm lấy tay con, dẫn con tập đi những bước chân chậm chững đầu tiên. Bàn tay mẹ nắn bóp, xoa xoa cho mỗi khi tay bé cưng bị lạnh. Cái nằm, nắm tay ấm áp, ấp ủ yêu thương, trìu mến, mang hơi ấm của tình cha mẹ. Đứa trẻ lớn lên bằng hơi ấm này, lòng bàn tay của con, mẹ cha, tiếng thương đầy tròn. Ta từng bao lần nắm tay người yêu và nói những lời ngọt ngào. Vậy ta có thường nắm đôi bàn tay của cha mẹ để nhìn thấy và cảm nhận rõ những vết hằn thời gian? Ta có mạnh dạn, có tự nhiên nói với cha mẹ bao lời yêu thương? Một mai kia, mẹ hoặc cha của ta khuất núi. Đó là tai nạn lớn nhất trong đời ta. Ta như mất cả bầu trời yêu thương mà ta đã từng thỏa thích vẫy vùng, bơi lội trong đó. Khi buồn đau, ta hãy nhìn vào lòng bàn tay mình, hãy gọi mẹ ơi, cha ơi, để có thêm nghị lực bước về phía trước. Phần nhiều cha mẹ nào cũng thương con cái nào cũng thương cha mẹ nào cũng mong con cái lớn khôn, thành đạt và hạnh phúc. Hãy nghĩ về mong ước này mà bước qua đau thương, buồn tủi, để mang những hạt giống thiện lành của cha mẹ đi về tương lai, trao truyền cho những thế hệ tiếp theo của ta. Khi tim mệt, chân mỏi, cứ mặc kệ nó đi. Khi tâm tư quá tải âu lo, khi cảm thấy bị những khó khăn thập diện mai phục, ta đừng cố gắng tháo gỡ mà hãy cứ mặc kệ tất cả, ngồi xuống hít thở và nghỉ ngơi. Cuộc đời là ngôi trường lớn, dạy ta vô vàn kỹ năng. Dù có trang bị huấn luyện, dạy dỗ kỹ càng đến cỡ nào, thì cũng có lúc ta cảm thấy xuống sức, mỏi gối, chùn chân. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Khi con bé, ta thường mau mau muốn trở thành người lớn. Khi trở thành người lớn, nhiều khi ta thấy cuộc đời quá mệt mỏi, ta lại ước ao được một chiếc vé ngược về tuổi thơ. Về sống vô tư, tràn trề, năng lượng và luôn háo hức khám phá thế giới. Khi cuộc đời của người lớn mỗi ngày thức dậy, ăn sáng, đi làm, một núi công việc, một chồng hồ sơ, cả chục email đang đợi, cả tỷ thứ như vậy vây lấy ta, khiến ta cảm thấy ngột ngạt,
kỹ năng sử dụng thời gian ta thừa biết, nhưng có khi cũng cảm thấy bức bách, nôn cả ruột vì tất cả. Mà chồng hồ cứ, vì đã đến hẹn rồi mà chồng hồ sơ kia chưa được giải quyết, dự án kia chưa bị bỏ ngỏ và chưa hồi âm được email của đối tác. Khi về nhà thì thân thể ta đã rã rời, không ăn thì đói mà ăn thì nuốt không vô, vì quá ngán, quá mệt, quả thật là đuối. Đến đi, thành bại, gặp gỡ rồi chia xa, vốn là một phần tất yếu của cõi vô thường. Biết vậy nhưng khi đối diện với những mất mát biệt ly, với những điều không như ý, ta vẫn sắp gục ngã. Nụ cười hiếm hoi, dù nước mắt lăn dài trên má thì mọi chuyện vẫn cứ dồn dập. Ngoài chuyện chấp nhận thì còn biết làm gì hơn. Nhưng có những chuyện ta cảm thấy thật khó chấp nhận. Đời người rất có thể là chuỗi tháng trầm, tăng trầm, sau phút huy hoàng là sự tụt dốc. Nếu thấy mọi sự không thể cứu vãn được thì hãy thứ mặc kệ nó. Sao cho phút ngân ngư chạm đáy tuyệt vọng, ta dừng lại bình tâm. Thế nên mới có câu: để thành công trên đường đời, hai yếu tố cần thiết bạn phải học đó là phải biết phớt lờ những gì và đặt niềm tin nơi đâu. Hãy dám tạm gác những thứ linh tinh bộn bề kia và trở về nơi sở thích quen thuộc. Cầm một bình hoa để ở bàn làm việc hoặc một góc phòng xinh xinh, nghe bài hát ta yêu thích, tìm đến những bạn bè, những chiến hữu cùng nhau nhâm nhi tách cà phê nơi góc quán. Hoặc không cần ồn ào, chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi ngắm dòng người trôi đi trên đường đời. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Những giây phút mặc kệ khó khăn, hướng tâm đến những niềm vui nho nhỏ sẽ giúp tâm tư ta lấy lại sự tươi mới. Khi tâm tư tươi mới, thanh thản, tâm trí ta mới dễ nảy nở những sáng kiến, những ý tưởng mới. Có những việc dù ta không muốn nhưng nó vẫn xảy ra, thì chỉ có ta mới biết ta đang cần gì, đang muốn gì. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Dù ta có như thế nào thì cuộc sống vẫn thế. Cuộc sống là như thế. Muốn khóc hay cười, muốn ngồi yên hay đứng dậy, muốn tỏ ra sợ hãi hay mạnh mẽ đối diện gian nan, muốn bám chặt mặt đất hay tung cánh khám phá trời cao, ngắm nhìn biển rộng, muốn nghỉ ngơi đôi phút, đều tùy tính cách của ta lựa chọn. Khi quá mệt, dừng lại nghỉ chân, không phải là sự đầu hàng mà là nghỉ ngơi tạm thời, để hồi sức sau chặng đường đua, trường dài. Vài phút nghỉ ngơi hiệu quả có thể giúp ta phục hồi năng lượng để có thể tiếp tục cất bước đi cả chặng đường dài. Ta có thể trở lại trường đua một cách mạnh mẽ và tươi mới hơn. Đôi mắt luôn thấy hoa hồng. Không có khổ đau nào là tột cùng và không có thất bại nào là tột cùng. Chỉ có đôi mắt nào đó là tột cùng, bi quan mà thôi. Đời người khó tránh khỏi những chuyện không may, không vui. Nhưng thất bại, khổ đau, cách ta đối diện và cảm nhận những điều này thể hiện tư duy, tính cách của ta. Người lạc quan ngắm hoa hồng mà quên gai nhọn, còn kẻ bi quan chỉ thấy gai nhọn mà quên hoa hồng. Ông bà ta xưa thường nói, trong cái rủi có cái may, họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Với ngụ ý là hãy cố gắng giữ lấy cái nhìn lạc quan, an nhiên trước mọi sự, không nên vội vã, suy sụp, cũng không nên lạc quan thái quá. Có những lúc ra ta tưởng tột cùng khổ đau, tột cùng thất bại, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Dù thế nào đi nữa ta cũng nên giữ tâm thái lạc quan, chuyện đâu còn có đó, mọi sự tổn thất chỉ là mang tính tạm thời. Sách cổ học Tinh Hoa có câu chuyện nổi tiếng rằng, ở biên giới phía bắc của Trung Hoa, có ông lão sống bằng nghề nuôi ngựa. Một hôm con ngựa của ông bỏ đi đâu mất, hàng xóm tới an ủi về sự mất mát này, ông nói, tôi tuy mất ngựa, nhưng có thể lại là điều tốt. Một thời gian sau, con ngựa của ông trở về dẫn theo một con tuấn mã khác. Hàng xóm lại sang chúc mừng, ông nói, được thêm con ngựa cũng quý, nhưng chưa chắc là điều tốt. Con trai của ông rất thích cưỡi ngựa, một hôm cậu bé bị té gãy chân. Hàng xóm đến chia buồn, ông lại nói, con trai của tôi bị gãy chân, nhưng chưa chắc đã là điều không may.
Khi đó hàng xóm nghĩ do gia đình liên tiếp xảy ra nhiều chuyện nên ông buồn suy nghĩ lẩn quẩn. Một năm sau, nước láng giềng sang xâm lược. Con ông bị què chân không đủ điều kiện sức khỏe để tuyển quân, trong khi bao thanh niên trai tráng khỏe mạnh khác phải ra trận đánh giặc. Vậy đó, trong họa có phúc, trong phúc lại có họa. Không có khởi đầu nào là mãi mãi, cũng không có kết thúc nào là vĩnh viễn. Và rồi ở đâu đó trong cuộc đời này sẽ có con đường cho ta lựa chọn, sẽ có những điều gọi là bắt đầu và không có gì gọi là kết thúc. Có thể khi đang đối diện sự cố, ta không đủ bình tâm để nhìn nhận khách quan mọi sự. Ta như con rối để mặc cho những cảm xúc tự nhiên giật dây. Khi sự cố trôi qua và khi ta đủ bình tâm để suy nghĩ, rất có thể ta sẽ nhận ra những khía cạnh tích cực, những kết quả dễ thương của sự cố ấy, như giúp ta học được bài học nào đó, giúp ta hiểu rõ ai đó hơn. Và khi cái nhìn của ta đối với sự cố ấy cũng sẽ dịu dàng hơn, như đóa hồng vẫn lộng lẫy tươi đẹp biết nhường nào, dù có những chiếc gai. Không vì gai mà hoa hồng kém đẹp, mà ta bớt yêu hoa, đúng không các bạn? Khi gặp trở ngại, ta chớ vội bi quan. Khi bị đẩy vào bóng tối, trái tim ta phải là nơi đầu tiên thắp lên ánh sáng. Không có gì gọi là kết thúc mãi mãi, bởi ngay trong lòng những kết thúc đã có những hạt mầm của sự bắt đầu. Không có khổ đau nào là không có nối ra, không có thất bại nào là tột cùng, nếu đôi mắt ta luôn hướng đến hoa hồng, chứ không phải chăm chăm vào những chiếc gai. Ta đẹp nhất khi ta là chính ta. Ta là duy nhất trên đời này. Vẻ đẹp của ta trước hết bắt nguồn từ sự duy nhất ấy. Trên đời có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu vẻ đẹp. Vẻ đẹp ấy trước hết bắt nguồn từ sự duy nhất, sự riêng biệt của mỗi cá nhân. Không có hai người hoàn toàn giống nhau trên đời này. Dù vẻ bề ngoài có y hệt như nhau, như hai giọt nước ấy sẽ vẫn như khác nhau về tư duy, cảm xúc và tính cách, năng lực. Chuyện kể rằng khi mới khởi nghiệp, giám đốc của nhà hát khuyên Charlie Chaplin nên bắt chước cách diễn của một diễn viên hài người Đức. Nhưng nếu Charlie nghe theo lời khuyên này thì thế giới hẳn đã không có một vua hề Charlie độc nhất vô nhị, lưu truyền muôn đời. Thành công của mỗi người được tạo nên từ rất nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu vắng nét độc đáo riêng biệt. Có thể ta đang thần tượng một doanh nhân, ca sĩ hoặc diễn viên nào đó và xem họ là hình mẫu để noi theo, để hoàn thiện bản thân. Nhưng vì quá cuồng thần tượng, có người cố biến mình thành bản sao của thần tượng về một mặt nào đó, thậm chí chấp nhận cả những đau đớn, rủi ro, sinh tử để có diện mạo giống như thần tượng của mình. Khi mải mê làm bản sao của ai đó, liệu ta có đang đánh rơi dần bản chính độc đáo duy nhất của riêng ta? Ta có tiếc thương bản chính ấy không? Có khi nào ta hụt hẫng tự hỏi, ta là ai trong bản sao của một người khác? Chẳng phải cuộc đời này thú vị, phong phú, nhiều màu sắc là vì chúng ta khác nhau sao? Hãy khám phá, thấu hiểu những vẻ đẹp của riêng mình. Ta cần tin vào những giá trị của chính mình trước khi muốn chinh phục những người khác bằng những giá trị riêng ấy. Ta có là ta thì ta mới đẹp. Mỗi bông hoa có vẻ đẹp riêng của chúng và mỗi chúng ta chính là một bông hoa. Phần thứ tư, yêu thương người, yêu thương ta. Yêu thương bằng trái tim và trí tuệ. Thương những người ta thấy dễ thương thì khá dễ, nhưng thương những người mà ta thấy chưa dễ thương mới thật xà, là tình thương công phu, bởi nó hàm chứa sự chấp nhận. Nếu muốn người khác làm cho ta điều gì, ta hãy làm cho họ điều đó trước. Người khác như tấm gương phản chiếu của chính ta. Nếu ta muốn được người khác tặng hoa hồng, ta hãy tặng cho họ hoa hồng trước. Nếu ta muốn ăn no mặc ấm, thì hãy san sẻ cơm áo với những người gian khó hơn ta và hãy chân thành chúc phúc cho người khác được ăn no mặc ấm. Nếu ta có cái nhìn không thiện cảm đối với người khác, thì người khác sẽ khó lòng có thiện cảm đối với ta.
Những sự không thiện cảm này có thể làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn xung đột. Thương những người ta thấy dễ thương thì khá dễ rồi. Thương những người mà ta thấy chưa dễ thương mới thật là tình thương công phu, bởi nó hàm chứa sự chấp nhận. Ta thường bắt sóng nhanh với những người có suy nghĩ, có sở thích giống ta, và thường không ưa những ai không giống ta ở mặt này mặt khác. Yêu thương những gì không giống mình là yêu thương chân thành, chứa đựng sự tôn trọng giá trị riêng của mỗi người. Yêu thương là bản năng, nhưng còn cần thêm trí tuệ, cần thêm sự thấu hiểu. Có câu chuyện dễ thương rằng, có lão nông từ lúc trẻ cho đến lúc già đều chuyên tâm mày mò nghiên cứu lai tạo những giống dưa. Năm nào dưa nhà ông cũng được mùa, sai quả, và năm nào vợ ông cũng miệt mài làm món dưa muối để dành ăn quanh năm. Mọi người nhìn vào thấy gia đình ông bà rất hạnh phúc. Hai ông bà sống gần gũi chan hòa với hàng xóm. Ai ghé nhà thăm, chơi đều được ông bà tặng cho một hũ dưa muối. Trước khi mất, ông lão dặn các con hãy tiếp tục trồng dưa để bà lão có dưa muối cho thỏa thích. Sau khi ông lão khuất bóng, bà lão nói với các con, bà vốn không thích muối dưa, nhưng vì thấy ông lão thích trồng dưa nên bà phải sáng chế ra nhiều kiểu dưa muối như vậy, xem như một cách để khuyến khích ông lão trồng dưa cho thỏa thích. Vậy đó, ông bà một đời yêu thương nhau tha thiết, sống vì nhau, hy sinh cho nhau. Nhưng tình yêu ấy có phản chiếu sự thấu hiểu, dẫn đến đôi chút hiểu lầm. Dù là sự hiểu lầm dễ thương, nhưng nếu không có nó thì có lẽ hai ông bà đã có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Thay vì ông cứ cặm cụi ngoài ruộng dưa và bà thì mất nhiều thời gian tỉ mẩn với những hũ dưa muối. Để thương được người khác sâu sắc, trước hết ta cần yêu thương tự thân ta một cách chân thành. Nếu ta không thương yêu, không chăm sóc được chính ta, thì ta cũng không thể thương yêu, chăm sóc bất kỳ ai. Khả năng thương yêu người khác tùy thuộc một phần vào khả năng thương yêu chính ta. Nói lời thơm như hương hoa, ta đã nói ra không thu hồi được. Lời nói nào thơm như hương hoa sẽ làm dễ chịu tâm hồn người nghe lẫn người nói. Trong lúc tâm tư giận dữ, buồn chán, lo âu, tuyệt vọng, chao đảo, mất niềm tin, ta dễ nói những lời khó nghe làm tổn thương trái tim người nghe. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cú tam, đông noãn, thương nhân nhất ngữ lục, nguyệt hàn. Tức một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người suốt ba mùa đông. Một câu nói tổn thương có thể khiến người ta lạnh giá suốt 6 tháng. Trong bộ sách Chicken Soup for the Soul có ghi lại một câu chuyện rằng có một cậu bé rất hay nổi nóng, thường nói lời không dễ thương. Cha của cậu đưa cho cậu một nắm đinh và bảo cậu rằng mỗi khi con nổi nóng và nói lời thô lỗ thì con hãy đóng một cái đinh lên bờ rào nhà mình. Ngày đầu tiên cậu bé đóng 12 chiếc đinh lên bờ rào. Những ngày sau đó cậu bé kiềm chế được nên số đinh đóng giảm dần. Cậu nhận thấy việc kiềm chế cơn nóng giận dễ hơn việc đóng những chiếc đinh. Một ngày nọ cậu không cần dùng chiếc đinh nào nữa. Cậu nghĩ là mình đã không còn nổi nóng nữa. Cậu khoe với cha. Cha cậu đề nghị nếu một ngày nào con giữ được bình tĩnh thì con hãy nhổ một chiếc đinh ra. Sau nhiều ngày cậu bé đã nhổ hết những chiếc đinh trên thanh gỗ. Cậu khoe với cha, cha cậu nói, con đã làm rất tốt con trai ạ. Nhưng con hãy xem vẫn còn những cái lỗ, hàng rào đã không còn nguyên vẹn như xưa. Những lời con thốt ra gây tổn thương những người khác, cũng như những vết đinh này. Cho dù con có xin lỗi thì vết thương trong lòng họ cũng khó mà lành lại. Những lời nói thô lỗ, cũng như những mũi đinh có thể đâm vào tim người khác. Dù ta có xin lỗi hối hận cỡ nào, thì vết đinh ấy vẫn còn hằn trong tim. Vết thương do lời nói gây ra không hiển thị rõ ràng trên da thịt, nhưng sự đau đớn thì không cùng. Cả những lời nói thẳng cũng cần được nói một cách khéo léo nhất có thể để đến với người nghe. Lời thẳng mà thô thì có thể khiến người nghe thấy chói tai, thấy ta dữ dằn, thô kệch, và kết quả là họ cũng không đủ bình tĩnh để tiếp nhận thông điệp mà ta muốn truyền tải. Người xưa đã dạy, chim khôn kêu tiếng rành rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Vậy nên chúng ta hãy thường nói những lời nói có tính chất dựng xây, những lời ấm áp tình người. Ăn có nhai, nói có nghĩ, lời nói nào khiến bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn, và lời nói nào buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn. Ta nên làm chủ những phát ngôn của chính mình bằng cách suy nghĩ cặn kẽ trước khi cất lời. Hãy nói những lời thơm như hương hoa, những lời khiến cho người gần người hơn có thể hóa địch thành bạn. Ta cũng đừng tiết kiệm những lời chân thành khen tặng, khuyến khích người khác. Khen tặng khác với nịnh nọt giả tạo, bởi trong sự khen tặng có thiện chí và lòng chân thành. Khi ta chú ý công nhận những điểm dễ thương ở người khác, thì những điều ở họ mà ta cho là tiêu cực, là không vừa ý sẽ phai mờ dần. Cái răng cứng rắn nhưng gãy rụng sớm, cái lưỡi mềm dẻo thì lại tồn tại lâu hơn. Thế nên ta cần biết khi nào nhu, khi nào cương. Cùng một nội dung, nếu ta truyền đạt bằng lời nói mềm mỏng, dịu dàng, bao giờ cũng dễ lọt tai hơn những lời đanh đá, cay cú, bởi lời ngọt lọt đến xương. Lời nói như con dao nằm sẵn trong miệng, dùng con dao để gọt trái cây, đãi khách hay dùng nó gây tổn thương là tùy ở khả năng làm chủ lời nói của ta. Ta cũng đừng trì hoãn việc nói lời yêu thương và tốt lành với người xung quanh, bởi cuộc sống vốn vô thường, ta khó biết trước những phút sau, giờ sau và ngày sau liệu có còn được bên nhau. Yêu thương mà không chịu nói ra, những khi người thương đã rời xa ta, thì có khi ta tốn cả đời còn lại để tiếc nuối, để thầm trách tôi thương mà em đâu có hay. Nếu ngại trực tiếp nói lời yêu thương với ba mẹ, với bạn bè thân thiết, ta hoàn toàn có thể nói thông qua những hành động quan tâm, ấm áp. Đó cũng là một loại ngôn ngữ vậy. Quý vị thân mến, buổi đọc sách hôm nay tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Xin hẹn gặp lại lần sau.